Chào cô chú anh chị ha. Thì một chiếc xe mà đời sau như cái chiếc này là đời 2009 nha. Mình đi xem trước tiên á, mình phải xem cái động cơ. Thì cái động cơ coi là nó nổ có êm không, và cái thứ hai là cái tiếng máy đó, nổ nó có kêu hoặc là nó có rào hay là có gì động tĩnh trong cái tiếng máy không. Nếu máy mà nó êm như thế này thì là ok. Và cái thứ hai á, là mình phải kiểm tra coi là máy có độ hơi hay không. Đó, máy có độ hơi hay không ha. Tại vì những cái xe mà đời cao á, 2015, 2016 độ lên á, thì mình không nói. Còn những cái xe mà đời thấp 2009 như thế này, quan trọng nhất là cái cục máy. Tại cục máy nếu mà nó có vấn đề thì mai mốt mình về mình sửa rất là cao, khoảng chừng đâu đó là 90 triệu cả chục triệu lần. Cho nên là mình phải kiểm tra ha. Máy móc, thứ nhất là máy móc, thứ hai là coi cái chất lượng xe. Xe này á, thì giá nó chỉ dưới 200 triệu thôi, chị nằm ở giá có là 195 triệu. Cái xe cũ mà anh chị, mình coi cái mẫu mã cái xe nó như thế nào, có thích hợp với mình hay không. Và giá cả thì nó cũng tùy thuộc vào chất lượng của từng xe nữa, nhưng mà quan trọng nhất là cái vấn đề chất lượng của xe nó như thế nào, nó sẽ kèm theo giá cả. Ví dụ như cái xe này là một cái chiếc xe gia đình này, keo chị đây là em thấy là nguyên bản nguyên zin này, tuy là đời thấp ha, thì mình sẽ đi kiểm tra thử coi là một cái xe dưới 200 triệu mà cái chất lượng nó như thế nào. Anh chị mình cứ thoải mái luôn, mình cứ lên trực tiếp xem xe, và anh chị cứ chạy thoải mái, kêu nhân viên cho chạy khoảng chừng là 50 cây số coi là máy móc gầm bệ êm ái hay không, rồi lúc cuộc mình xuống tiền và mình lấy thôi. Còn cái mẫu mã cũng vậy, ví dụ như mọi người sẽ thích hợp một cái mẫu xe nó khác nhau, có người thì thích kiểu này, có người thích kiểu kia, nó tùy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất đặc biệt là cái túi tiền của mình. Ví dụ như là trong túi mình có khoảng chừng là 200 đến 300 triệu, mình mua đến xe đến 6-700 triệu á, thì nó với quá tầm tay, mượn nợ thì nó rất là cực. Đâu phải đơn giản ăn rồi cái sáng mở mắt dậy cái là phải là đi cày để kiếm tiền, trả tiền lại, tiền nợ, nó cực lắm. Riêng như em là có bao nhiêu, mình chơi bao nhiêu, đó, tiêu chí của em là như thế. Còn ví dụ như anh chị mua những chiếc xe mà ở đời thấp như thế này đi, mình chạy gia đình, quan trọng nhất á, cái quan trọng là mình chạy gia đình nè, gia đình mình đi êm ái, đi tới nhà, đi chơi, đi du lịch, đi tới nơi, về tới chốn, thoải mái, vui vẻ. Đặc biệt á, là ví dụ như mình đi làm ăn cũng vậy, có một chiếc xe này mình chạy đi làm, nó rất là tiện, chở con cái đi học, đó, khá là ok luôn ha. Khi nào mà anh chị mà cảm thấy mình có dư dả hơn nữa, thì anh chị cứ lên trên em, mình sẽ nâng cấp lên, đó, nâng cấp dần lên. Không có ai mà coi như là có một cái số tiền lớn mà mua một chiếc xe mà 700-800 triệu một lần. Nếu mà có tiền thì mình cứ mua vậy, mà bây giờ là mình chưa có thì mình cứ từ từ mình nâng cấp. Quan trọng nhất là có xe để phục vụ gia đình là chính ha. Như cái chiếc xe này đi anh chị thấy không, đó, một chiếc xe đời 2009 thôi mà cái chất lượng xe anh chị thấy cái phần vô lăng khá là đẹp, rất là đẹp ha. Vô lăng cũ số, một chiếc xe cũ mình phải nhìn tổng quan, tổng quan cái chất lượng của xe nó như thế nào, kể cả cái dàn nhựa luôn ha, từng chi tiết một coi là nó xuống cấp theo thời gian, đặc biệt là cái chủ trước người ta xài kỹ như thế nào, cái chất xe nó còn hay không. Mình cứ phải nhìn vào những cái phần nhựa như thế này nè, mình mới biết được là chủ xe trước xài ra sao. Còn riêng mấy cái vấn đề cái nút này các bạn, nếu mà xài nhiều thì nó cũng sẽ mòn. Kể cả những cái xe đời 2017, 2018 nếu mà chạy dịch vụ nhiều nó cũng mòn hết ha. Còn như riêng cái xe này thì em thấy nè, còn rất là khá là sắc nét. Chỉ có là cái nước sơn bên ngoài là có sơn lại thôi, còn mấy cái này là còn khá là ok. Và đặc biệt á, anh chị biết cái xe này nguyên cái bộ ghế, ghế nỉ rin heo xe mới cống luôn. Em thấy một cái chiếc xe mà đời 2009 đến bây giờ mà nó còn chất xe bên trong nó còn khá là ok, như vậy là thấy là chủ trước xài rất là kỹ ha. Keo chị anh chị cũng vậy nè, ví dụ như những cái xe đời như thế này á, thì chỉ quan trọng là nó liền lạc thôi, còn mà kêu mà nước sơn zin 100% thì cũng rất là khó. Quan trọng nhất là đừng ngó tai nạn đâm đụng nặng ha. Những cái xe đó thì giá tiền nó rẻ rồi, rẻ bèo rồi, không nói rồi. Đây là một chiếc xe sedan, anh chị nhìn bên trong không, nguyên cái dàn ghế này anh chị thấy mới ken xà beng luôn, nó còn có cả cái hộc gió phía sau. Đây là một chiếc xe sedan ha, Ford Focus. Thì cái dòng Ford này á,
Cái dòng Ford này em cũng nói với anh chị luôn ha, nếu mà mình đi về mình xài thì mình nó cũng không có giống như cái dòng những cái dòng xe thường như Toyota hoặc là Hyundai. Cái dòng này bảo dưỡng bảo trì nó sẽ nhiều hơn một chút xíu ha. Và đồ đạc nó sẽ đắt hơn những cái dòng xe kia một chút xíu, nhưng mà được có cái là nó giá tiền nó rẻ. Và thứ hai là cái form dáng nhìn nó cũng được. Bốn cái vỏ xe mới nè, bánh mâm 4 tháng đĩa AMS. Còn cái nước sơn bên ngoài thì bên em về là em kiểm tra hết. Nói chung chỗ nào mà có chảy xước hay là có xấu là bên em làm ha. Biển số 51F bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Có cam da, có màn hình, có đầy đủ hết rồi. Bên trong. Dạ, vô. Coi cả năm rồi mới bữa nay mới lên. Dạ, coi cả năm rồi hả? Mình lấy chiếc rồi, giờ đang coi lấy chiếc nữa nè. Dạ, lấy chiếc rồi. Lấy rồi, làm giấy rồi. Rồi, giờ lấy chiếc nữa. Dạ, rồi chạy đang... đâu nhiều vậy? Nhỏ nó thích hai chiếc thì mua. Dạ. Mình ở đâu lần chú? Cà Mau. À, dưới Cà Mau. Bố thử lên xem coi. Dạ, cảm ơn bố nhiều nha. Dạ, ok, cảm ơn bố nhiều. Dạ, để con làm việc. Dạ, mua một chiếc xong. Dạ, thêm chiếc nữa. Nói chung là cũng đam mê, cũng ghiền xe thôi. Nói chung ai cũng vậy hết á. Cái nhu cầu sử dụng mà anh chị. Anh chị cũng biết rồi. Cái thời này 2024 rồi. Ai cũng muốn có một chiếc xe. Anh chị thấy là cái bằng lái không? Bây giờ là người nào cũng có một cái bằng lái hết, nhưng mà nếu mà thi xong cái bằng lái hai mấy triệu mà để trong túi không á, thì cũng ổn. Cho nên là kiếm một chiếc xe về mình đi. Đặc biệt á, là nhiều anh chị á, mà vùng mình ha, đang có ví dụ như là có một số tiền vừa phải, mình muốn một chiếc xe về mình đi nè. Thứ hai là mình chạy dịch vụ kiếm thêm, cũng có thể mua những cái dòng Innova về mình chạy kiếm thêm thu nhập ha, trong những cái lúc mà rảnh rỗi cũng khá là ok. Còn xe bây giờ thì nó nhiều lắm, nó rẻ lắm. Nên là cứ quan trọng là mình thích thôi. Như cái chiếc này về chủ yếu đi chơi nè. Cái vỏ này nó rin theo xe nha anh chị nha. Nhìn cái sàn anh chị thấy sáng trưng. Xe này em thấy là coi như là chủ trước đi khá là kỹ. Còn như keo chỉ đây như vậy nè. Em chỉ muốn coi như là trong năm nay nhà nhà có xe, người người có xe. Đi cho nó đỡ nắng nè. Thứ hai là chuẩn bị mùa mưa tới nữa. Có mưa gió gì đó, chở con cái đi học, đi làm nó cũng khá là tiện. À, giá xe thì nói chung là tùy nhu cầu của mình thôi. Trong túi mình có bao nhiêu thì mình chơi bấy nhiêu thôi. Ví dụ có 200 mình mua cái chiếc như thế này về mình đi. Thời gian 3-4 năm sau mà cảm thấy dư tiền có khả năng thì mình có thể là mua thêm chiếc nữa. Hoặc là cứ lên trên em, bên em sẽ đổi cho anh chị một chiếc khác ha. Anh chị xem. Và cái xe tầm giá lăn quanh dưới 200 như thế này á thì bên em cũng khá là nhiều nha. Tí xíu nữa em sẽ quay thêm một cái mẫu nữa cho anh chị mình xem. Như thế này keo chỉ là nguyên bản. Tính ra là cái xe này là 4 cái vỏ mới nè. Thứ hai là keo chỉ là nguyên bản hết. Và riêng cái dòng này á thì mình thùng rất là dày dặn luôn, cho nên là đi khá là đồng. Như cánh này mà keo chỉ là nguyên zin. Màn hình cam da nói chung là đầy đủ hết rồi. Ghế thì ghế nỉ rin. Còn anh chị nào mà về mà mình chạy mình sợ nó dơ á, mình có thể là bọc một cái lớp da bò ha. Thì nó khoảng đâu đó là 3-4 triệu gì đó. Bọc một lớp thì nó dễ lau. Còn cái này á, thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Còn xe á, thì em nói với anh chị luôn. Cái dòng này á nha, thì cái mức tiêu ha, nhiên liệu trung bình ha, từ 7 cho đến 8 lít trên 100 cây. Đây là một chiếc xe đời 2009 nha. Bây giờ là cũng một chiếc xe mà giá tiền cũng dưới 200 triệu. Nhưng mà đời cao hơn nữa, 2017 thì nó sẽ như thế nào ha. Đây, xe này vừa chạy gia đình được mà anh chị thành phố Hồ Chí Minh chạy ráp được luôn, kiếm thêm thu nhập luôn. Hoặc là quê vùng mình về cái mình ai kêu cái mình chạy mình kiếm thêm. Dòng này thì được có cái là máy móc cũng ok, và thứ hai là cũng tiết kiệm cũng 7 đến 8 lít thôi nên 100 cây. Nhưng mà được có cái là đời cao, đời 2017 nè, giá 190, máy 1.4 châu led Avel ha. Thì anh chị mình cứ liên hệ qua hai số hotline ha, trong này 0777 5522 hoặc là 0988 154 ha, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị. Và thứ hai là gửi tất cả hình ảnh cho anh chị mình cùng xem. Bây giờ em nổ máy lên ha. Bánh bình rồi. Bây giờ là phải kẹp cái bình lên hoặc là thay cái bình mới thôi. Bây giờ chỉ có nước tôi mua là thay cái bình mới thôi. Dạ. Cái bình đó là thay không được rồi. Nếu mà lấy thì con thay cái bình khác cho luôn.
tại vì xe mà bình có quan trọng lắm, đi mà giữa đường á nó hết bình lúc đó mệt lắm. Cái này đang coi lấy xe này đây. Dạ. Yeah. Mà xe này bây giờ cái giá đó có bớt gì không? À, trời ơi, bố lấy thì con bớt thêm rồi cho bố chứ. Tại vì lấy thêm lấy một chiếc rồi. Tôi mua gọn lắm. Dạ. Sáng giờ là tôi coi là tôi bập liền luôn, tôi chồng chồng tiền liền luôn. Yeah. Bây giờ chiếc này lấy được á thì cũng chồng tiền liền luôn. Dạ. Yeah. Người Cà Mau quá tuyệt vời. Rồi có cái là đời cao, phong dáng là lại đẹp. Giá thì nó cũng vừa phải nữa, cho nên là cũng ok. Về mình chạy dịch vụ mình kiếm thêm được luôn. Ở đây là em có hai chiếc luôn. Này chiếc này bố coi đi, để qua này. Bây giờ rút. Qua này. Bên này cũng còn chiếc luôn. Em chỉ có thấy là riêng cái dòng mà thương hiệu đến từ Mỹ như thế này là giá nó phù hợp nhất. Từ Crew cho đến Chevrolet Avell, nó là hợp lý nhất. Tại vì sao? Cái dòng này là nó hết sản xuất rồi, giá nó rẻ. Và thứ hai á, cái dòng này á thì em cũng nói với anh chị nha, bảo dưỡng bảo trì thì nó cũng hơi khác hơn một chút xíu, nhưng mà quan trọng là mình về mình chạy một thời gian cái mình quen thì mình sẽ chạy ok thôi. Nhưng mà được có cái là giá nó rẻ, như cái chiếc này là được sản xuất là năm 2015, giá là 185 triệu. Nhất là những anh nào nha đang có một cái bằng lái mà để không, mình mua chiếc này về, hoặc là những anh chị nào ví dụ như ha mới có bằng lái mà đang muốn tìm một chiếc xe về mình tập lái, thì anh chị lấy cho em chiếc này về mình tập lái ha, hoặc là chạy Grab vẫn được luôn. Như chiếc này ở vùng của mình nha, ví dụ như ông chú ở vùng Cà Mau về đậu chiếc xe này, ai kêu mình có thể là chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong lúc rảnh ha. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại anh chị những video tiếp theo.